con tên là Hoàng Kim Quỳnh Anh, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ước mơ của con sau này là trở thành một ca sĩ, vì cái thứ nhất là con sẽ thỏa được niềm đam mê của mình, được hát những bài hát hay, ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước. Và cái thứ hai là sau này ba mẹ của con già yếu thì con sẽ có điều kiện giúp đỡ và lo lắng cho cha mẹ của mình ạ. Bản thân mình thì cũng là một người rất là nghiêm khắc với con, cho nên mình cũng yêu cầu con trước tiên là phải học thật tốt thì mình mới có thể cho con đi tham gia để hát, để diễn, để có cái cơ hội để giao lưu được với nhiều người. Nhờ có kết quả học tập tốt nên cháu cũng nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía nhà trường khi cháu tham gia cái chương trình này. Lần thi này thì có rất là nhiều các cô, các bác và các anh, các chị ở ngoài quê vào để cổ vũ cho con. Con sẽ cố gắng hát thật hay, tự tin hơn và không run nữa. Tiết mục lần này của con sẽ là một ca khúc về dân ca nghệ tình nói với người mẹ. Con muốn đem ca khúc này gửi tới cho tất cả các ba mẹ và đặc biệt nhất là mẹ của con. Con đi muôn nẻo đất nước.
đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.